hôm nay để ca sĩ hát mọi người bỏ về, hôm nay không khí này hát cô luôn, mọi người bỏ về. Thôi không làm cho mất thời gian của quý vị nữa. Bây giờ hình như ở đây là cũng rất là nhiều người xem phim Cô Ba Sài Gòn không quý vị? Ai xem Cô Ba Sài Gòn giơ tay lên đây. Rồi em có coi không? Em có coi xem chưa? Em biết phim này có ai làm không? Vâng, đây là một cái phim của Ngô Thanh Vân. Thì như quý vị biết á, Ngô Thanh Vân không chỉ là người mẫu, ca sĩ, diễn viên mà còn hiện nay là làm nhà sản xuất phim nữa. Tôi giới thiệu vậy phải hôm nãy không phải là giới thiệu Ngô Thanh Vân hát này đâu, mà Ngô Thanh Vân còn một cái vai trò nữa, đó là làm hồ sơ đúng không quý vị? Đó, Ngô Thanh Vân thì như quý vị đã biết thì là lập ra cái nhóm 365 rất nổi tiếng đó hả? Ai biết 365 chỗ tay thật lớn quý vị ơi? Vâng, nhóm 365 khi mà mới thành lập đã rất là nổi tiếng rồi, và hiện nay thì 365 thì không còn nữa, nhưng mà các thành viên của nhóm bây giờ cũng ai cũng nổi tiếng hết. Em có biết ai không? Tôi kể ra một số thành viên cho nghe. Hôm nay ai diễn cho mình đây nè? Hôm nay ai diễn cho hôm nay? Anh Johnny. Một ngày mất ai rồi, Johnny đi đi. Vâng, một thành viên của nhóm 365. Nhưng mà đầu tiên xin muốn gửi một lời chào đến tất cả các anh chị, các cô chú và tất cả các bạn đang có mặt tại hội chợ Thái Lan ngày hôm nay. Volunteer thân thương và chào mừng cả. Và ngày đầu tiên tôi hy vọng là một phút mà sẽ được cầu sáng tác và được thể hiện trong bộ phim sinh viên của mình lên đề. Một phút khi mình làm thôi và xin mời mọi người rất nhiều. Nếu như mà ở dưới mà ai có thích thì là hôm nay chị đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ đi nhé. Thì xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Trong đó có